Từ 18 giờ ngày 3 tháng 12 đến 6 giờ ngày 4 tháng 12, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới. Tại Phú Ninh là 6 ca, Đoan Hùng 1 ca và thành phố Việt Trì là 1 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới thì có 6 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa đã được cách ly theo dõi và quản lý. Có 2 xã mới là xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, xã Trạm Thản, huyện Phú Ninh phát hiện ca bệnh đầu tiên. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện có 8 trên 13 huyện thành phố ở cấp độ 2, 5 huyện thị thành là thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Phù Ninh, Cẩm Khê và Tân Sơn ở cấp độ 1.